Em xin chào cả nhà nha, em chào mấy chị em nha. Bữa nay em nhận chiếc xe này em sơn lại cái gì mà bạc nè mấy bạn. Đó, hôm nay bây giờ mình khoét cái lỗ này, để mình gỉ nó ra, mình hàn lại ha. Đây, chuẩn bị cái mỏ hàn và chuẩn bị cái đồ sấy nha, sấy tóc nha. Ai muốn sấy tóc em sấy luôn cho nha, ăn sấy tóc ăn Tết luôn. Bây giờ chiếc xe này mình sấy để mình ăn Tết nè. Đó, cái hơi cho nó mềm xong cái mình kéo ra nha cả nhà. Đó, em chào cả nhà nha. Rồi bây giờ em quay cho cả nhà xem nha. Em quay cả nhà, em đang làm, em vừa quay nha. Bây giờ mình xỏ kẽm vô thôi các bạn ha. Ném vô cho nó chảy nhựa, cho nó có cái đường thôi các bạn. Bón kẽm vô mình làm cho nó lì thôi ha. Đó, mà thấy không, cho nó âm vô luôn. Đó, phải như vậy nó mới giữ lại cái độ rung của cái kẽm, nhưng mà nó không sẽ bị xé nữa. Có nhiều anh là bỏ vô hàng xong rồi chỉ có làm thôi nha. Có nhiều bạn không hàng xong rồi cái lấy nó tiếp chép lên, còn mình đây mình làm nhiệt tình nha các bạn, làm nhiệt tình. Nó đụng vô mà nó cũng bỏ chỗ khác, nó cũng không có xếp cái này được. Xếp chai đi các bạn ha. Đó, giờ là lắp tiếp lên cho nó sạch sẽ rồi. Chỉ cần bỏ cho mình ém là nó chạy vô, nó nóng nó chạy vô.
chiêu chiêu nha bạn, chiêu chiêu nha, nó chết nó chọc vô đó, chui vô đó nha, đó mình khoét cái này nè cho nó chết nó chọc vô, cho nó chạy vô, đó, nó chạy vô nó móc nó giữ lại luôn, đó. Bà nội kêu nghe không? Rồi ở đây mình làm cho một cái nữa nha các bạn.